Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu, Thanh Hóa sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh Hóa vào xuân và bắn pháo hoa tầm thấp tại 4 địa điểm. Thanh Hóa sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu tại 4 địa điểm gồm Quảng trường Nam Sơn thành phố Thanh Hóa, Trung tâm thị xã Bỉm Sơn, Quảng trường Trung tâm thị xã Nghi Sơn, sân vận động huyện Ngọc Lặc, cùng với việc tổ chức bắn hoa tầm thấp, khuyến khích thị xã Bình Sơn, thị xã Nghi Sơn và huyện Ngọc Lặc tổ chức chương trình nghệ thuật kết hợp với bắn pháo hoa để phục vụ nhân dân đón giao thừa. Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng phục vụ Tết. Năm nay, tổng mức dự trữ hàng hóa trong dịp Tết của các doanh nghiệp nhà phân phối bán lẻ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt khoảng 3.600 tỷ đồng. Đến thời điểm này đã có hơn 30 đơn vị sản xuất kinh doanh thương mại lớn trên địa bàn tỉnh hoàn thành kế hoạch dự trữ hàng hóa dịp cuối năm và Tết với mức tăng trung bình từ 5 đến 10% so với dịp Tết năm trước. Các doanh nghiệp đã cam kết đảm bảo chất lượng, chính sách giá ổn định, không tăng cao so với ngày thường. Hiện nay công ty cũng đang tập trung nhân lực, vật tư, phương tiện để phục vụ tốt cái nhu cầu tiêu dùng của người dân trong cái dịp Tết. Kể cả trong tỉnh cũng như là các tỉnh lân cận Công ty cũng có chuẩn bị cái nguồn hàng nhiều hơn và dự kiến là cũng sẽ có cái độ tăng trưởng hơn năm ngoái. Thực tế, những năm gần đây cho thấy sự tham gia cung ứng hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hệ thống bán lẻ và chiếm thị phần lớn có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá cả hàng hóa trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Ngoài sự chuẩn bị và lên phương án tiêu thụ hàng của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, Ngành công thương Thanh Hóa sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời điều tiết cung cầu hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa và các lực lượng chức năng đang tăng cường lực lượng tuần tra siết chặt kiểm soát biên giới, không để lọt trường hợp nhập cảnh trái phép gây bất ngờ, bị động trong công tác phòng chống dịch. Hiện trên toàn tuyến biên giới đất liền Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang triển khai 37 chốt chặn và 9 trạm kiểm soát liên hợp với hơn 300 cán bộ chiến sĩ ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới. Từ đầu năm 2010 đến nay, lực lượng biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 39 vụ với 70 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào vào địa bàn nhằm trốn cách ly phòng chống dịch COVID-19, buộc đưa đi cách ly phòng dịch và xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của các cấp nêu cao tinh thần quyết tâm không chủ quan trước bất kỳ một trường hợp nào chủ động nắm chắc tình hình và phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân để dân chủ động dân tích cực tố giác các cái trường hợp vi phạm pháp luật nhập cảnh trái phép theo nhận định của các lực lượng chức năng, từ nay đến Tết Nguyên đán, người lao động Việt Nam nhập cảnh trái phép để trốn sự kiểm tra kiểm soát có khả năng tăng. Do đó, ngoài việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng thì quan trọng nhất là tất cả người dân, đặc biệt là người dân khu vực biên giới, cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực cùng tham gia phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không tiếp tay cho các đối tượng nhập cảnh trái phép. Năm 2020, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân trong năm vừa qua, toàn tỉnh chỉ giảm được hơn 10.200 hộ nghèo, tương đương 1,07% chỉ bằng 45,89% so với chỉ tiêu được giao tại quyết định số 21 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, có nhiều nguyên nhân dẫn đến không đạt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2020, trong đó có nguyên nhân do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến nhiều lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo bị mất việc làm, giảm sâu thu nhập, ảnh hưởng đến sinh kế và khả năng thoát nghèo. Bên cạnh đó, trong số hơn 22.000 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh hiện nay, có tới 13.653 hộ không có khả năng thoát nghèo do hoàn cảnh đặc biệt. Cuối năm 2019, thì tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Thanh Hóa là chỉ còn là 3,27%. Và đến giờ phút này, thì những cái hộ nghèo là hầu hết là những hộ là khó có khả năng giảm nghèo và trong đó là có hơn 1 phần tư là hộ bảo trợ xã hội mặc dù là được hỗ trợ từ nhiều chương trình dự án tuy nhiên là những hộ này thì cũng không không thoát nghèo được Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025, bình quân mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5% trở lên. Theo đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, khi xây dựng chỉ tiêu này, ngành đã tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh trên cơ sở dự báo chính phủ sẽ ban hành chuẩn nghèo mới vào đầu năm 2021. Khi đó, tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh sẽ tăng lên và mức giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 1,5% trở lên là khả thi. Tấm thép răng lược bố trí tại các khe co giãn trên cầu có tác dụng tạo sự êm thuận mặt cầu và hạn chế sự hư hại của công trình do thời tiết. Thế nhưng trên tuyến đường BT Thọ Xuân Nghi Sơn, hàng loạt tấm thép này đã bị bung bật, bị mất mà chưa được lắp bổ sung, tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo thống kê của đơn vị quản lý, ở cầu vượt đường sắt Xuân Lâm và cầu Phúc Long trên tuyến đường BT Thọ Xuân Nghi Sơn đang thiếu 7 tấm thép khe co giãn. Tại nhiều vị trí, các đối tượng còn tháo luôn cả tấm thép lót làm lộ hoàn toàn khe co giãn, từ đó làm mất sự êm thuận của mặt cầu. Các phương tiện lưu thông qua đây buộc phải lấn làn để vòng tránh các vị trí bị mất thanh co giãn, dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất cao. Được biết, tuyến đường BT Thọ Xuân Nghi Sơn hiện vẫn đang trong giai đoạn bảo hành và trách nhiệm sửa chữa bổ sung các thanh khe co giãn trên mặt cầu thuộc về chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hạn BT Thọ Xuân Nghi Sơn. Khi mà phát hiện ra những cái hư hỏng này thì chúng tôi đã có những biện pháp đảm bảo giao thông tạm thời, đó là tạo cái sự êm thuận khi xe cộ đi qua cái cái khe có giãn này, khách là cho bay phủ lên trên mặt nhưng mà nó cũng chỉ tạm thời chỉ được một thời gian ngắn thôi, nên là rất mong là nhà đầu tư là công ty bt đó, thì kịp thời khắc phục sửa chữa những cái hư hỏng này để đảm bảo an toàn cho mọi người và các phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến. Ban quản lý dự án giao thông 1 và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa đã liên tục gửi văn bản yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư dự án khẩn trương khắc phục. Tại văn bản mới nhất ngày 7 tháng 1 năm 2021, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa khẳng định nếu trước ngày 30 tháng 1 năm 2021, nhà thầu thi công không sửa chữa các hư hỏng hiện có trên tuyến, Sở Giao thông Vận tải sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông báo về việc không hoàn thành hợp đồng của công ty đối với dự án trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định. Bản tin 18 giờ 30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay khu vực Bắc Bộ lại tiếp tục đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường mới. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm nay, gió đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ lại mạnh lên cấp 3 cấp 4, vùng ven biển cấp 5 giật cấp 6. Ở vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9. Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết băng giá. Liên quan đến vụ tổ chức đưa nhóm người nhập cảnh trái phép bị mắc Covid-19 chiều mùng 9 tháng 1, Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam thêm hai bị can gồm Trương Chí Tài 30 tuổi và Lê Văn Dinh 31 tuổi, cùng chú tại tỉnh An Giang về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Theo điều tra, Phan Phi Hùng 42 tuổi, trú tại huyện An Phú, đứng ra móc nối với Tài Dinh cùng Phạm Thanh Hợp, Trang Văn Út và các đối tượng ở Campuchia để đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong đó đã có 4 trường hợp mắc Covid-19. Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép và đã bắt giam 3 đối tượng Phan Phi Hùng, Phạm Thanh Hợp và Trang Văn Út về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Hôm qua tại khu vực mốc 1126 thuộc thôn Nạp Bàn xã Bảo Lâm huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác đồn biên phòng Bảo Lâm phát hiện thu dung 37 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những người nhập cảnh trái phép khai trước đây đã xuất cảnh trái phép ra nước ngoài làm thuê, sắp Tết nguyên đán nên lại nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn biên giới. Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Phạm Tuấn Hưng, 45 tuổi, trú tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, Hưng cùng Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Công Mạnh, cùng chú tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tổ chức ăn nhậu trên địa bàn xã Tân Lập. Do có mâu thuẫn với Huỳnh Văn Vinh, trú tại xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú từ trước, nên Hưng đã gọi điện thoại cho Vinh để hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Hưng mang theo một khẩu súng hơi cùng với Mạnh và Cường đến điểm hẹn. Vinh đã rủ nhóm bạn của mình mang theo dao tự chế. Khi vừa gặp nhau, Vinh dùng dao lao vào tấn công nhóm của Hưng. Trong lúc ẩu đả, Hưng dùng súng hơi bắn vào đám đông, khiến ba người là bạn của Vinh bị thương nặng, trong đó một người tử vong. Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án tín dụng đen triệu tập 13 đối tượng để đấu tranh làm rõ hành vi cho vay lãi nặng với lãi suất từ 250 đến 360% một năm. Đồng loạt khám xét khẩn cấp 10 điểm, công an đã thu giữ 3 sổ ghi chép nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lái nặng của các đối tượng như sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe. Bước đầu các đối tượng khai nhận từ năm 2019 đến nay đã cho khoảng 200 người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vay với số tiền trên 1 tỷ đồng, lãi suất từ 250% đến 365% một năm. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18h30 tại địa chỉ website truyềnhanhhóa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18h30, ttv@mayo.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.